Test con máy Sony TCK365SA cho ông bạn hôm nay gửi đi trả máy. Tiền thì nhận rồi, máy còn nằm đây. Chưa có test, giờ test và hướng dẫn sơ rồi anh em dễ sử dụng. Con máy còn đẹp lắm, anh em hoàn toàn có thể là về an tâm mà chơi. Đẹp còn như mới luôn mà. Chúng ta hoàn toàn xem cái đít nó coi. Vàng ươm luôn, má gỗ, nắp máy, mọi thứ đều rất là đẹp, về trưng bày sưu tầm chơi được. Dòng con này con số đẹp lắm, số về tần số thành nó rất là tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra sơ qua cho nên an tâm. Nó đầu từ nó không vậy, từ đẹp. Chúng ta kiểm tra cái phần azimuth channel, chúng ta channel trước đi. Okay. Channel phát rất là đẹp rồi. Chúng ta kiểm tra cái phần hôm nay là phần azimuth, ok. Ổn định sóng con này tốt lắm, dòng đời cao nó thiết kế khá kỹ, nó không chạy, nó không có bị, nó không có bị lằng lạng quá. Xong chúng ta kiểm tra cái phần ba ký về tốc độ, con này là quạt lốc không có sai tốc luôn nha. Chúng ta chỉ kiểm tra cho anh em an tâm thôi chứ thật ra nó không có gì đâu sao. Ba ký và chúng ta ghi thử vào tần số và kiểm tra cho nó đầy đủ, lâu lâu kiểm tra một bữa rồi chứ làm bà quỷ này kiểm tra riết người lắm. Bây giờ để chúng ta kiểm tra, chúng ta lấy lại cái phần bias cho nó, red play cho core calibration vào, chúng ta lấy cái bias. Mỗi cái cuốn băng nó có một cái mức bias khác nhau, chúng ta có thể lấy nó theo cái chúng ta thích rồi. Ok, khi chúng ta ghi băng thì chúng ta lấy bias xong rồi chúng ta mới bật cái red EQ nha. Chứ khi người ta bật lên thì bias nó nhảy lên, chúng ta lấy lại thì nó giống nhau cả. Chúng ta lấy bias xong ta thả này ra. Lưu ý lấy bias là lấy cái bias với lại cái red level hai cái nhút nhỏ này nha. Khi mà chúng ta vặn cái bias này theo thuận kim đồng hồ thì cái mức ở trên này nó sẽ tụt xuống. Và chúng ta vẽ ngược kim đồng hồ thì mức trên trồi lên. Trồi lên thì khi mà hai cái này bằng nhau rồi chúng ta bắt đầu mới đẩy cái, ví dụ bật cái này lên cao này. Khi hai này bằng nhau chúng ta mới giảm cái red level này xuống vị trí. Có thể là trồi trục gì chút xíu không sao cả. Chúng ta thả ra, bắt đầu chúng ta nạp tần số và chúng ta kiểm tra 0 dB. Rồi xong, chúng ta bật cái suộc tép này, suộc này, tép này, suộc này, tép này, coi cái sóng của cái xét coi đẹp chưa, quá chuẩn phát sát đây, băng nào cũng đẹp, tóm lại là băng nào nó cũng ngon. Chúng ta sẽ vào kiểm tra cho an tâm, cho vui được chưa. Red play, chúng ta lấy bias thuộc về xem cái độ ổn định của nó. Ok, tép này, suộc này, tép này, suộc này, tép này, coi gửi sóng cassette coi băng chưa rôm quá ngon quá. Máy này anh em dùng ghi băng bán giao lưu thương mại quá tốt. Mà khổ là mấy anh em làm thương mại toàn tính toán chỉ khi mua mấy cái máy 20 triệu không, mua máy đời cao sợ tốn tiền và không có ấy, là không khấu hao được. Nhưng mà cái chất lượng mình ghi ra nó tốt và mình mua nó còn đó, nó mất mát gì đâu đúng không, mình xài mình giữ nó đi. Băng này băng metal nha, 24 này, băng metal ta điều chỉnh cái metal thôi, không đi bị luôn. Suột này, suột là màu đỏ này, cassette này kiểm tra xong cassette rồi. Và khi những anh em mà chơi dàn lớn và những cái đời máy cao này á, là băng cassette, trong cái băng cassette nó có xì nền. Thì ví dụ chúng ta sẽ bật một cái băng
đột mạch này. Thì khi mà nó có signal đó là chúng ta nên bật đô bay này, có nghĩa là bật đô bay này trong quá trình ghi. Nhưng những anh em nào mà không có cái đô bay C á, thì những anh em nào không có cái máy ghi băng cho máy tự hành và ghi băng bán á, thì tốt nhất là nên ốp. Bởi vì mình ghi mình phát thì được. Ví dụ như bây giờ mình sẽ bật một red play, thì nó là băng trắng mà nó sẽ có signal. Anh em hoàn toàn mình mở cái âm ly lớn lên, nghe là nó có signal này. Anh em nghe xì không? Bây giờ mình bật đô bay nhé, hoặc im ru nó như CD vậy, nhưng mà nó được cái là trung âm nó tốt nè, xì nè, nó đó, đó đây là ốp này, còn đô bay này. Vậy khi chúng ta ghi xong có đô bay không, hướng dẫn rất là rõ rồi nha. Khi mà ghi có đô bay không thì chúng ta bắt đầu để on đô bay, thì khi chúng ta phát sẽ có, khi chúng ta bật đô bay lên đây nè. Còn ghi không có đô bay, không có ghi gì thì nó là thành ốp, là đô bay ốp đấy không. Ví dụ mình đang có ghi con máy này chế lên áo phước kiếm màu hoa cà thanh tiền on đô bay C, trên máy thì bóc B215 ví dụ vậy, mình đang nói vậy thì chúng ta phải lưu ý nó có đô bay. Còn khi mà chúng ta ghi có đô bay mà chúng ta khi phát không có đô bay, tiếng nó xé, nó bị sai lệch âm thanh liền không. Cho nên là chúng ta lưu ý cái phần đó. Bây giờ chúng ta phát, bây giờ chúng ta on đô bay, chúng ta phát một bản nhạc, bản nhạc mà mình đã ghi có đô bay này, cái tiếng nó sạch mà nó êm. Đêm nay bao con thuyền về đồng xuôi mây, ai ca dưới trăng ngàn dặm xa vắng dài, mai trèo con thai trên sông hai màu, con thuyền về đâu hay sao trăng rụng xuống cao, vì đâu hay sao trăng rụng xuống cao. Đêm nay bao con thuyền về sạch bon. Bây giờ giả sử như bây giờ chúng ta ghi có đô bay, chúng ta không có không chúng ta ốp đô bay đi thì tiếng nó sẽ xì và xé ghê lắm anh này. Bật đúng đô bay xe. Bây giờ chúng ta cái ghi cũng băng không có đô bay, ví dụ cái này đi. Mà chúng ta bật đô bay lên thì tiếng nó sẽ bị lạng, nó không có được êm tiếng. Đi mỗi nơi đến ôm xuống bên rừng để rừng, tiếng nó sẽ bị ngộp ngộp. Chúng ta thử băng này cũng dễ. Cũng này không có đô bay. Về đường cũ nên thơ. Nó bị ngộp âm. Gặp người xưa ước mơ. Tại vì cái băng này mình ghi không có đô bay, chúng ta ốp đô bay đi. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối, xót thương suốt đời. Nhắm mắt, ôi sao nửa hôn bỗng thương đau. Chúng ta biết khai thác nó thì nó không có xì nền nghe hay. Chúng ta nghe bản trước của làm thử này. Bây giờ chúng ta ghi bản nhạc vào. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cho cái vụ mà giờ ghi và bật đô bay nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ lưu lên cuốn băng để biết đường. Nhiều anh em mình đã nói bằng là bằng miệng người ta không có hình dung được. Bây giờ chúng ta lấy bài hát ghi cuốn này. Khi mà nào lấy cái bài hát xong, chúng ta đưa cái level, red level nhỏ này xuống vị trí cạnh này. Xong bây giờ chúng ta thả ra, chúng ta nạp nhạc vào, chúng ta bật đô bay này lên. Ok, ta bật đô bay C nhé.
đôi bay B hoặc đôi bay C. Đôi bay C mình thấy là tốt nhất. Đấy, cho nên là chúng ta bật đôi bay C. Máy mình ghi, mình phát, mình bỏ những con máy nào có đôi bay C thì phát đều được cả. Ok, bây giờ chúng ta bật bản nhạc. Giảm cái này xuống. Lưu ý ghi ở cộng 2 dB màu đỏ này nha. Ngay chỗ cái vạch mà nó có dưới dưới này là cho đô bay. Còn cái này không thì chúng ta sẽ ghi ở M2. Ok, chúng ta tua và bỏ một khác kìm âm này. Lâu lâu chơi màu cải lương nó lạ. Ví dụ như cái con này, khi một phát chúng ta phải bật on đô bay lên cho nó, đô bay C nha. À, bằng này bằng đột mạnh ta thả ra. Rồi ok, nó phải đúng của nó thì chúng ta phát nó mới hay. Đó, xong, bật lên, play thôi. Tiếng sao bị thương nức nở kiểm tiếp con Pioneer, tiếng rất là trong trẻo hay lắm. Và chúng ta sẽ nhớ bật đồ bay xe cho nó hiện lên. Cái con máy này thì nó hiện đồ bay, còn mấy con kia nó không hiện. Nó hiện cái đèn á. Mấy kia chúng ta bật ta để ý là được. Em cũng đón chừng sao xa bầy cũng thương không hòa điều em xa.
bài nhạc khác đi. Chúng ta lấy bài hát đây. Và chúng ta bây giờ chúng ta ốp đô bài C. Ốp đô bài C là để cho những cái đầu khác mặt trắng kim vu phát. Lưu ý nha, phải nhắc đi nhắc lại. Còn khi mà chúng ta chơi những dàn nhạc lớn mà nó muốn không có xin nền băng á, thì chúng ta bật đô bài C. Và phải nhớ là khi ghi đó là khi có đô bài. Ví dụ giờ mình bật đô bài C đi. Ốp là trên cuốn băng chúng ta không cần ghi bất cứ một cái thứ gì trên đấy là chúng ta biết là nó ốp. Còn khi mà on thì chúng ta sẽ ghi trên cuốn băng nó có on. Ví dụ đi, để chúng ta khi chúng ta phát chúng ta nhớ bật. Thì ví dụ đây mình ghi cuốn băng này có đô bài đúng không? Còn vặn cho hướng dẫn rất là kỹ mà nhiều anh em lại không nắm bắt được. Bây giờ mình giả bộ giả bộ bài cho nó dễ đi ha. Giả sử giả bộ đi. Rồi, ok này. Mình ghi có đồ bài đúng không? Gắn vào nhạc này. Ghi tự điều vào, nó sẽ biết tự vào. Nha. Giờ mình ghi vào là cho một cái chương trình gì đó đi. Ví dụ chương trình A. Chương trình Hương Đình Cửu đi. Ghi Hương Đình Cửu xong. Dưới đây mình ghi là bật đồ bài. Bật đô bài C. Như vậy là khi đó thì chúng ta sẽ nhớ ngay là cũng bằng ghi khi có đô bài, thấy không? Đó, hiểu chưa? Có hiểu được, có nắm hết rồi. Này. Đó, như vậy là khi chúng ta phát, người ta ốp hay ít gì đây, khi chúng ta phát ta nhớ ngay à, cái cuốn này có đô bài C, ta bật đô bài C và ta bật play xong. Ok, thì đúng lúc đầu chúng ta ghi có đô bài C mà. Đó. Như vậy dễ hiểu nhé. Bây giờ là mình ghi đô bài C luôn cho cái con này với nhạc sau 75 này. Nhạc ngoại nó hay, bác bản quyền vậy không, chơi bản nhạc ngoại hay lắm, tiếng hay lắm. Ok. Xong giờ chúng ta chọn bản nhạc trên máy tính đi. Chơi lên đi. Hương Lan này cũng được. Cái bản này nó hay bắt bản quyền. Okay. Cái nào nó không bắt này. Thưa các bạn, gửi lương này cũng đã bắt rồi. Để xíu này là mình đau chứ. Chơi bài ok, Hương Đình Cửu cũng được. Bắt đầu chúng ta thả cái này ra, chúng ta ghi thôi. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài. Từng hạt buồn đau tim tách ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương. Khóc rồi. Chúng ta kiểm lên Naka được rồi. Băng chờ rôm, chọn băng chờ rôm. Ok. Bật đồ bài C lên. On đồ bài C rồi, ok. Xong, hát thôi. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài. Từng hạt buồn đau tim tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em. Vậy bây giờ chúng ta lại không có ghi đồ bài quá, thì chúng ta ghi một cái băng cuốn bình thường thôi. Ta ốp đồ bài đi. Đây. Lại bài add.
ta chọn bản khác. Rồi, chúng ta thả ra, chúng ta ghi thôi. Đang up đôi bài này. Xuống này. Cái set này. Ghi ở cộng 2 dB nhé, nếu up đôi bài. Còn cộng có đôi bài ghi hơn một xíu. Cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Ok, khúc rồi. Như vậy chúng ta không, cái cuốn này khi không có đồ bài thì chúng ta, khi chúng ta phát thì chúng ta phải cũng up đồ bài đó. Nổi cái đồ bài này có nhiều anh em cũng không rành, nhưng mà bây giờ chúng ta bỏ cái nguồn khác phát đi. Là con đó, chúng ta không có đồ bài, bỏ đồ bài ra. Đồ này là mấy đây chế độ băng thôi, không có gì cả. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Ok, xong nhé, ngon quá ngon rồi. Làm rất là kỹ đó. Cái timer này để ốp nha, đừng có để Ethernet này bật lên nó xóa mất cái bàn tay. Còn mấy chức năng này là nét bài, ta bỏ bài đi. Chức năng độ bài, bài add level, AV đã hứa nói nãy nói rồi. Nghĩa là khi chúng ta lấy bài add xong, ta thích dễ cao ta bị high, thích dễ low nhiều hơn ta bị low, dễ thấp nhiều hơn. Còn input này thì có hai cổng vào, một cổng CD direct và một cổng line in chúng ta. Ok. Và nhớ chui đầu từ. Khi chơi chúng ta phải chui đầu từ thường xuyên, chui theo chiều phương dọc này, nghĩa là chúng ta cứ chạy qua chạy lại này, đừng có treo chui theo phương ngang thì nó sẽ lắc lắc cái đầu từ, chui phương dọc này nhẹ nhẹ được rồi. Mấy đẹp lắm, về chơi trưng bày ok ngon.